Rồi, giờ này chào mấy bác nha. Em có một anh khách tên là Phong. Thì anh này mua bên em khá nhiều máy rồi. Thì chốt bên em một con S25. Thì đây, mọi người coi con máy rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà đây, em cũng nói rõ trong quá trình rửa. Thì đây này, mọi người coi này, nó bong ra nha. Nó bong ra chuyện bình thường. Chứ còn mọi người đòi em làm mà nó không rửa mà nó không bay ra thì em không thể làm được. Chứ nhiều khi mọi người kêu đổ sao mà mày rửa đồ nó bong chóc đồ như thế này, những cái game sao em làm nổi. Và em kỹ lắm, có nghĩa là những cái con vỏ sắt này này đó, nó vừa bong ra luôn. Thì đó là chuyện bình thường của một con máy. Chứ nhiều khi mấy anh kêu bắt bẻ quá em làm không nổi, thiệt mà. Thì bây giờ em cố gắng em hoàn thành. Thì anh này anh yêu cầu em làm clip thì em làm cho anh coi, thì làm hết cái khả năng của mình thôi. Thì em đã dọn đâu vô đó hết rồi, bây giờ chỉ việc mua uống xăng nữa là xong. Thì có lên clip cho anh coi. Anh này anh kêu ngày nào anh cũng coi clip của em, thì em cũng cố gắng em làm clip cho anh coi cho vui. Anh kêu anh hay đang coi video clip của em, có nghĩa là anh không có gõ video nào của em cả. Thì thật ra mà đâu ai muốn một cái máy mà nó bong chóc như vậy đâu. Nó mới lắm nhưng mà giờ nó bong chóc nó chuyện bình thường, thì mong anh thông cảm. Đấy. Chứ còn những cái con vỏ nhựa thì nó không bong, nên tại sao mà nhiều khi mình bán mình cũng ngại. Đấy. Chứ không phải là gì nhiều anh nghi ngờ đổi máy đổi này đổi nọ. Em bán máy em đâu có giữ em xài đâu, thiệt. Nhiều anh cứ kêu mày đổi máy của tao hay như này như kia là em kỵ kiểu đó lắm. Em là con nào ra con đó. Thì vừa hoàn thành thì đấu nút bóng xăng và em chưa nổ luôn, thú thực là chưa nổ. Vừa nãy là có nổ sơ thôi mà giờ thì em vô bình xăng thì em chưa nổ lại. Đấy, thấy chưa? Bong ra này. Rồi, con máy này thì đẹp tuyệt vời. Đó, mọi người nhìn này, từ đầu kia đến đầu này nó đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ em sẽ cố gắng em nổ luôn. Thì tất nhiên nó ướt át như thế này thì nó phải... Chứ còn đòi nó nổ phát trơn tru luôn thì không có luôn. Thì anh này anh kêu ơi em cứ làm clip cho anh coi cho vui. Ok, rồi, thì em làm clip. Đây là nổ luôn trực tiếp luôn, không có phải là như này như kia, nghĩa là làm phát coi xem ra sao. Đấy. Không nổ thì cũng phải thông cảm bởi vì nó còn ướt mà. Con máy ướt men vậy thì nó khác. Rồi thử luôn nhé, bởi vì mình xịt phía ngoài đây, phía trong sao mà xịt được. Bơm xăng lên. Rồi, lên xăng. Nổ luôn thấy chưa? Rồi nổ lại. Không nổ.
Vuri, kiểm tra Vuri chút. Em con này em chưa mở Vuri luôn. Biết nguyên nhân rồi. Đây, nó bị đóng chấu này. Nhìn kỹ cái chấu nó này. Chỗ đây nó có đóng một cái mảnh carbon rất là nhỏ thôi này. Đây, ngay đầu tôi biết này. Yeah. Mình cạy nó ra. Đấy, nó phóng điện tầm vậy. Vậy thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy. Con này chưa mở Vuri luôn. Chưa được sạch lắm. Người ta làm mấy cái cọ người ta tỉ mỉ lắm chứ không phải chòi hết nó ra cho sạch sẽ. Rồi rửa lại xong xịt lại hơi, thử lửa. Cái tàu Vuri này nó còn ẩm ẩm này. Đấy, đẹp rồi. Đấy, rồi ok, giờ nổ cái nào nổ cái đó. Đây, giờ dịch nổ nha. Rất là đơn giản đấy chưa. Nhiều thứ nó rất là đơn giản nhưng mình không biết á thì nó rất là khó chịu. Bực nãy mọi người thấy em dịch ra đâu nổ đâu. Bây giờ này. Thấy không? Thấy không? Đây. Đây là em thử một con trực tiếp cho khách coi luôn. Đây đây là máy của anh Phong nha. Máy của anh Phong đã hoàn thành. Đấy. Chiều nay em phải test lại phát nữa cho kỹ càng rồi em mới dám gửi á. Thì anh yên tâm. Đấy. Rồi, ok.